Chào các bạn nhé, mình này làm một video chia sẻ về kinh nghiệm sửa chữa bếp từ lỗi công suất nhé. Thì cái bếp từ này sau khi mình sửa xong ấy, mình thấy ban của nó lỗi là khá là nặng, nhưng cái lỗi nặng này ấy, là nặng thêm là do cái người sửa trước nó gây lỗi lên mọi người nhé. Nên qua đây các bạn mà khi gặp những cái bếp từ mà bị lỗi công suất ấy, các bạn có thể tham khảo cái video này, có thể ứng dụng khi sửa chữa nó hiệu quả hơn, không gây hỏng hóc thêm linh kiện hoặc là gây rủi ro cháy nổ mọi người nhé. Mình có nhận được ba cái bo này rất là lâu rồi của một bác ở trên Thái Nguyên. Thì bác ấy gửi này và bác kèm theo này những con này bằng mọi giá sửa cho bác ấy. Thực tế là mình nhận ba bo cơ. Thì có những cái bo này nhá, nó cũng chết công suất thôi. Bếp từ Meda chết công suất thì mình sửa quá nhiều, nhưng mà sau khi mình nhận, các bạn để ý con IGBT nó lổ này. Nó lổ kinh khủng như này luôn. Và đó là chính là sau khi nó chết công suất ấy, là bác thợ trước là sửa không biết cách sửa nên nó xảy ra lổ nhiều. Con này cũng bị như vậy. Và đặc biệt là hai bên media này mình có test qua ấy, thì là do nó sốc điện nó nổ, các bạn để ý là những con điện trở cầu di này, không ôm nó lối này, lối mát rồi nó còn nổ đen mất như này luôn. Và sau khi mình kiểm tra là vi xử lý nó đã chết rồi, cả hai bo media rất là phí luôn nhá. Thì con này thì cũng lổ cũng như thế, khi mình tới tay mình ấy, thì hai con chan to dán khối driver nó lổ tung, nó lổ mất lưng luôn. Nhưng mà may mắn ấy, là cái bếp mà dòng SunHouse này, cái model SunHouse này ấy, thì là nó sử dụng cái con này, nó có đặc điểm là cái main của nó là dùng quận city cả biến dòng nhá, chứ không phải điện trở sun nhá. Thì cái main này mình thấy là một số model SunHouse sử dụng cả trên bếp đôi và bếp đơn mọi người nhá. Nên do con bếp này nó có thiết kế là cái xung kích từ MSU này, từ vi xử lý này đưa tới IGBT ấy, nó qua khối driver nhưng lại qua con LM339 này nữa. Do đó mà khi mà bác thợ trước mà sửa ấy, mà gây ra lỗ nhiều ấy, nổ tung như này lên này, thì cái điện áp cao nó đưa về nó chỉ đến con mà là 339 này thôi, nên nó sẽ không tới được con vi xử lý, nên do đó con vi xử lý sống. Chứ như cái bo này nó lỗ này, IGBT và điện áp cao nó đưa ngược lại thì nó chết cả hai bo con media vi xử lý mất rồi mọi người ạ. Nên mình làm cái video này chia sẻ cho mọi người có cái kinh nghiệm khi sửa nhá. Mình sẽ nói trước về cách hỏng các hư hỏng hóc trên con này, sau đó mình sẽ ghim điện và cái ghim điện, sau đó mình làm ở trên các bước. Khi ghim điện chúng ta sẽ quan sát những cái bóng đèn tải giả này nó sẽ như thế nào để chúng ta khoanh được vùng và kiểm tra được tiếp nhé. Thì con này đầu tiên thì mình khẳng định là chết công suất. Thấy bác thợ trước bác đã thay bằng một con tụ 5mm khác, chắc là nó lỗ tụ, nhưng mà con tụ bác thay là tụ hàng chợ không chuẩn nên mình đã thay bằng con tụ xịn hơn này. Và khi tới tay mình ấy, thì khối driver của nó ấy, là con này thì nó sử dụng con LM339. Đây mình có vẽ đây, mình đã chuẩn bị, mình đã vẽ cho mọi người xem cái khối driver của nó, thì nó đơn giản như này thôi. Những cái con driver trước ấy, thì nó sẽ có một con chan to 8050 khuếch đại đệm nữa, nhưng riêng những cái dòng bếp mà nó có con LM339 này này thì bản thân là cái xung từ MSU ấy đưa ra cho khối driver ấy là nó đi qua một cổng khuếch đại của con LM339. Do đó mà cái cổng đó là cổng out nó ra ở cái chân 2, thì nó đi tới trực tiếp con ngược con thuận đẩy kéo luôn, tức là bản thân khối driver chúng ta nhìn thì nó chỉ có hai con chan to đẩy kéo thôi mọi người nhé. Thì tới tay mình ấy, thì nó lổ tung tành luôn, nó nổ hai con này nó nổ tan tành luôn và chết rất nhiều linh kiện. Tí nữa mình sẽ cho mọi người tham khảo. Thì cái lỗ này chẳng qua là trong quá trình sửa chữa ấy, là khi chúng ta không kiểm tra kỹ và dẫn tới nó lổ lại và nó lổ nặng mọi người nhé. Thì tức là tóm lại tín hiệu từ MSU này nó đi tới IGBT, nó sẽ đi qua một cổng khuếch đại của con LM339 này và nó sẽ ra ở chân 2, chân out là chân 2 của một cổng. Nó sẽ đi tất nhiên trên đường đấy nó có con tụ dập xung nhiễu, mình cũng chẳng cần quan tâm. Nó tới chân B của hai con chan to này, thì con này có mã là G3I, mình thay bằng con G3I. Nó là con chan ngược là LPN, tức là con 8050 đấy. Khi con này mở ấy, thì nó sẽ đổ cái nguồn từ 18V này này, nó đi qua một con điện trở hạn, nó sẽ đi vào chân G của IGBT để cho IGBT mở ấy. Và tiếp theo nó có một con chan to thuận PLP, mình đang thay một con 2TI, tức là con 8550 dán. Thì ở lửa chu kỳ mà IGBT một khóa ấy, thì là con này sẽ được mở, nó sẽ đi theo dòng điện áp tồn dư ấy, nó đi theo cái đường này về, nó đi về mát để cho nó khóa IGBT nhé. Thì cái xung kích ở chân 2 này sẽ nó sẽ là cái chuỗi xung vuông lớn nhỏ ấy, để cho con này, tóm lại khối driver ấy, là con này mở thì con này khóa và ngược lại, con này mở thì con trên lại khóa, nó như vậy. Và để mà phân áp dương thì nó sẽ có một con 3K nữa, con điện trở 3K nữa này, 302 này. Một số mạch thì nó không có con 10 ohm này, nhưng mà nó 18V nó chạy thẳng vào chân C ấy. Nhưng mà con này nó có con 10 ohm, và đặc biệt là khi mà mình tới tay mình ấy, là hai con này nó lổ này,
hai con chan to đời đấy và nó nổ ấy, thì là nó đứt đen cháy đen con 10 ôm này luôn, và con diốt dập xung ngược bảo vệ mối nối xe của con chan to này nó cũng chết luôn, nó cũng chết đứt nha các bạn nhé. Mình đã thay rồi, như vậy là chết, nó nổ hai con này nó chết khá là nặng. Không, mình không biết rõ là trước đó thì nó đã nổ cái này chưa, nhưng mà chắc là bác kia bác đã thay rồi, hoặc là bác không kiểm tra, nhưng mà khi sửa nó không được, nó không nhận nồi hay sao ấy, tức là khi chắc trước đó nó chết nhưng mà nó không nổ. Thế là bác thợ bác ấy sửa trước ấy, bác ấy thay IGBT nhưng mà chắc là không nhận nồi. Thế là bác ấy kiểm tra rất nhiều luôn. Mình để ý ấy, là bác kiểm tra hết cầu phân áp điện trở của phần nhận nồi, bởi vì là chắc là khi sửa ấy là khối đầu driver nó lỗi, dẫn tới là cái xung nó không tới chân IGBT được, nên IGBT không mở, nên có thể là con bếp này nó sẽ báo E0 hoặc là báo lỗi gì đó. Nên do đó là bác đã kiểm tra cả cái đường nhận nồi, mình kiểm tra thấy kiểm tra hết, nhưng thực tế là mình khi mà nó chết công suất này mình chả giờ mình kiểm tra cái đường nhận nồi đâu. Tí nữa mình sẽ đo cho mọi người để làm sao để chúng ta khoanh vùng này, không cần kiểm tra nhá. Tí nữa mình ghim điện mình khoanh vùng. Thì sau khi mình thay ở đấy nó còn nổ cả con này, nổ con 10 ôm nữa, tức là lúc đấy là điện áp nó con IGBT nó đưa ngược, nó chết IGBT nó đưa ngược về, nó phá hết như này. Và có một cái đặc biệt nữa ấy, là khi nó đã chết lỗ, hai con này nó lỗ lưng như thế rồi ấy, thì cái điện áp tại tại đây này nó đưa ngược lại và nó đưa tới cực B nhá, và nó chạy thẳng vào chân hai và nó sẽ làm lỗi cả con LM339 này luôn mọi người ạ. Bởi vì sau khi sửa xong ấy, mình thay khối đời vào OK ấy, con này thì mình chưa thay ấy, mình bật thì là nó sẽ không phát xung. Sau khi mình kiểm tra thì bắt đầu mình thay con LM339 này nữa thì nó mới phát xung nhá. Thì tí nữa mình sẽ ghim điện, mình sẽ nói cho mọi người là khi không phát xung nó như nào và khi nó phát xung nó như nào nhé. Cái quan trọng là chúng ta sẽ khi mình ghim điện là mọi người sẽ để ý cái bóng đèn ấy, thì chúng ta sẽ biết mọi người nhá. Như vậy là con này nó đầu tiên nó chỉ lỗi IGBT thôi, có thể là do con tụ 5mm nó lổ nó hỏng, nhưng mà trong quá trình nó lỗi IGBT ấy, là nó sẽ làm hỏng khối driver nữa. Nhưng mà bác thợ trước ấy, bác không kiểm tra được khối driver hoặc là bác kiểm tra sai thế nào đấy, dẫn tới là nó không phát xung, nó không xung, nó không tới được cho IGBT, dẫn tới nó không nhận nồi, IGBT luôn khóa không nhận nồi. Nên bác đã kiểm tra, bác sửa chữa kiểu gì đó nữa, dẫn tới là nó bị lổ, nó lổ rất mạnh, dẫn tới là nó lổ bung hết một khối những cái linh kiện khối driver, bao gồm là 10 ôm chết, hai con này lổ bật lưng luôn, con 10 ôm này cũng chết đen, con diode này thì coi như là nổ đứt, và điện áp ngược trở lại, dẫn tới là LM339 cũng hỏng. May mắn lại nó chỉ hỏng tới LM339 thôi, chứ như cái con này thì là xung từ điện áp cao từ IGBT nó đưa qua khối driver, nó cũng đi theo cái đường này này và nó đưa thẳng tới chân của MSU, dẫn tới là con MSU này cũng đã chết rồi mọi người ạ. Con media này này, bây giờ tạm thời mình sẽ dừng video, mình sẽ đấu lối, sau đó mình sẽ ghi biện và mình bật, mình đo đạc cho mọi người tham khảo khi sửa mà chúng ta kiểm tra phần nguội, tức là chúng ta kiểm tra chúng thay nguội như là OK rồi, bắt đầu chúng ta sẽ ghi biện và chúng ta đo đạc và chúng ta sẽ kiểm tra là nó như thế nào để chúng ta khoanh vùng tiếp, để biết được là bếp đã chạy được hay chưa mọi người nhé. Mình đã đấu lối với nó lại để mình test cho mọi người nhé. Và trước khi mình ghim điện thì mình cũng nói qua cho mọi người ấy, là cái con này đầu tiên nó lỗi công suất, sau khi sửa công suất xong ấy là nó không nhận được nồi. Do đó bác thợ kia bác đã phải kiểm tra cả đường nhận nồi, thì cái đường nhận nồi của nó thì nó sẽ có hai đường như này mọi người nhé. Từ DC 300V này đi qua điện trở, đi qua dây gì, nó sẽ tới một chân của con của cổng khuếch đạt thuật toán con L339 ấy. Như vậy là đây một đường nhá. Một đường tiếp theo chân C này, C của IGBT đi qua điện trở tiếp thì một chân nữa, thì tương đương hai cái đường nhận nồi ấy, nó sẽ đi về tới hai đầu của một con tụ dập xung nhiễu này, dập xung này con 22 giá trị 21 này các bạn ạ. Thì khi chúng ta đo thì hai con này có điện áp xấp xỉ nhau là OK mọi người nhá. Thì chúng ta cũng chả cần kiểm tra, như thực tế mình cũng chẳng cần kiểm tra đâu, nhưng đây mình sẽ đo tham khảo cho mọi người để chúng ta biết rằng là cái đường đấy nó OK nhá. Và khi chúng ta đo mà thấy nó mất áp thì chúng ta sẽ thấy là có vấn đề nhá. Để bạn nào mà sửa cái lỗi E0 trên cái dòng san hao này cũng có thể tham khảo thế. Thì có thể là nó đứt điện trở thì nó sẽ mất một trong hai đường, hoặc là con LM339 này nó bị lỗi cổng, nó đang giảm sụt hết áp thì cũng bị mất nhá mọi người nhá. Mình sẽ ghi điện mình đo cho mọi người trên cái đường đấy nhá, hai cái đường đi về đồng hồ của mình đây nhá. Và tất nhiên ấy, mình đang sửa lên, do đó là mình sẽ ghim điện qua cái ổ cắm của mình này mọi người này, ổ cắm này nhá. Thì ổ cắm của mình, mọi người xem video nhiều của mình sẽ biết ấy, là mình có hai ổ đôi và điện áp 220 từ dây tới ấy.
thì nó sẽ đi thẳng tới một ổ cắm, là cắm trực tiếp. Khi mình đã sửa ok mình cắm này mình sẽ chạy thử. Còn khi mình đang sửa ấy, thì là mình luôn cắm vào cái ổ này. Cái ổ này là cái ổ mà mình sẽ được đấu lối tiếp qua một cái bóng đèn. Bóng đèn này mình có thể thay từ 100 đến 60 hoặc 40 mọi người nhé. Thì khi mình sửa bếp từ mình hay sử dụng cái bóng 60W này. Thì như vậy chúng ta sẽ cắm vào cái ổ này mình khi đang sửa ấy, thì chúng ta sẽ quan sát cái bóng này nó nhấp nháy nó sáng như nào để chúng ta khoanh được vùng nhá, vùng hỏng nhá. Và khi mà bị sự cố chập cháy thì cái bóng này nó sẽ sáng, nó sẽ không xảy ra sự cố gì mọi người ạ. Giờ mình sẽ ghim điện, mình sẽ đo cho mọi người tham khảo về cái đường của nó nhá. Và mình bật điện bật cho nó chạy này các bạn này, con này sẽ nó không có, nó sẽ báo E0 ấy. Đấy, nó báo E0 rồi mọi người kìa. Và nó kêu tít tít nhá. Thì đây mình sẽ đo cho mọi người tham khảo về cái điện áp của hai trên hai đường nhá. Một đường nó sẽ về tới đây, nó về con tụ một chân tụ này này, nó được tương với 2,5V này mọi người nhá. Mình tắt đã cho nó đỡ kêu, không nói mọi người không nghe thấy. Chính là cái đường này này, nó đi tới dây gì này. Nó được khoảng 2,6V nhá. Và một đường nữa ấy, nó đi qua hai ba con điện trở nó tới đây này. Thì nó là 2,9 thì tương đương với là 2,9, nó luôn là cao hơn là 2,6. Thì ở chế độ chờ như thế này ấy, thì là cái cổng nó lật lại là nó chưa có lồi mà. Nhưng khi có lồi nhá mọi người nhá. Khi có lồi ấy, thì bắt đầu là cái con IGBT nó mở ấy, nó sẽ gây sụt áp là 2,9, nó sẽ tụt xuống còn 2V thôi chẳng hạn. Nó sẽ thấp hơn cái chân đường 2,6 này thì là vi xử lý sẽ nhận được, biết được là có lồi đấy và nó sẽ phát xung mạnh mọi người nhé. Nên chế độ chờ là cái chân C sò để áp, chân C sò nó luôn sẽ cao hơn một chút chân của đường DC 300V. Con này nó sử dụng LM39 thì là điện áp nó cao đấy thôi. Nếu mà nó chạy thẳng tới IC ấy, và cái cổng khuếch đại thuật toán để nhận nồi nằm trong con IC ấy, thì có thể là điện áp nó sẽ thấp hơn nha, nó không cao như này đâu mọi người ạ. Thì đây đường nguồn 18V nó tới chân C của tới khối driver đây 18V này này. Sau đó đi qua con 10 ohm này này thì là vào chân chân C của con transistor đấy. Con này này các bạn này. Chờ có xung kích để nó mở thì con chân 2 này sẽ không được lối mát các bạn ạ. Còn chế độ chờ như này thì chân 2 này luôn là 0V, nó luôn nó bị dập mát mọi người nhé. Nó thiết kế như vậy. Và đây bây giờ mình sẽ ghim vào, sau đó chúng ta quan sát bóng đèn để chúng ta sẽ biết nó như thế nào nhá. Con này không cắm cảm biến giữa mâm, nó báo E5 mọi người ạ. Chúng ta sẽ quan sát cái bóng đèn nhé, bởi vì mình đang cắm qua bóng đèn này để chúng ta để ý nhá. Con này nó phát xung khá là mạnh. Mình ghim điện này. Và mình bật nhá. Rồi nó đang chạm. Nó đang bị cánh quạt nó đang bị chạm mọi người ạ. Mình ghim lại nhá. Rồi chúng ta để ý cái bóng đèn nhá. Và mình bật này. Do con này nó sử dụng con L339 nên khi nó phát xung ấy là cái bóng này nó nhấp nháy này mọi người thấy không? Nó có sự nhấp nháy bóng đèn nhá. Nhưng thực tế nếu mà những con mà nó không sử dụng L339 ấy mà chúng ta chưa cho lồi lên ấy, nó không kêu tạch tạch như này đâu. Cái xung thăm dò ấy, và nó cũng không gây sáng như này đâu, mà chúng ta sẽ phải đặt lồi lên. Thì như thế này thì mình sẽ biết được là cái xung từ IGBT nó qua L339. Nó ra được chân 2 và nó được qua cái bộ này và nó đã tới chân G của IGBT được. Dẫn tới là IGBT sẽ mở rồi nhả, mở nhả. Nhưng cái xung đấy nó rất là biên độ nó thấp, nó mở nhỏ. Dẫn tới là con bóng này chúng ta sẽ nhá sáng tí rồi nhá sáng tí đấy mọi người nhé. Lúc đầu tiên ấy, khi mình xử lý khối này ok ấy, mình chưa thay vội là 39 để mình xem nó có sống hay không ấy. Thì thực tế ấy, lúc đấy mình bật ấy, là nó kêu tít tít nó báo E0 thôi. Nhưng cái bóng này không nhấp nháy tí nào mọi người nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ hiểu ấy, nó không nhấp nháy như này này. Đấy, nó không có nhấp nháy như này nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu ấy là xung từ MSU đi tới L339 nhưng L339 hỏng, nó không xuất ra chân 2. Do đó là không được tới được IGBT, dẫn IGBT không hề mở gì cả. Bếp vẫn báo E0 thôi, nhưng mà nó không gây được sụt áp, nó không gây được sụt áp các bạn nhá, nó không mở lớn được IGBT, nó không mở lớn, do đó cái bóng này nó không sáng được cho tí nào cả. Do đó mà mình đã phải thay tiếp con L339. Khi mình thay L339 thì như vậy nó đã thông mạch, nó đã thông được cái xung từ MSU
đưa thẳng tới IGBT được, dẫn tới là IGBT cứ có xung cái mở cái nó sẽ nhấp nháy đấy. Và bây giờ mình sẽ với đây là con bếp mà sử dụng lầm 339 thì chúng ta có thể nhìn được cái xung nó mạnh thế nhá. Còn nếu mà bếp nó không có lầm 339 ấy thì chúng ta không có lồi, chúng ta sẽ không gây cả không thấy được như này đâu, thì chúng ta sẽ phải để lồi lên. Và chúng ta vẫn cắm qua bóng đèn nhá, và chúng ta sẽ để ý khi mà xung đã tới được IGBT ấy, nó sẽ sáng như này này, mọi người để ý nhá. Đó, nó sáng nháy cực mạnh luôn, và vì nó sụt khi nó nhận được lồi nhá mọi người nhá. Khi nó nhận được lồi ấy, thì bắt đầu là cái xung kích cho IGBT nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. IGBT mà mạnh thì tương đương với là tải của bóng đèn này rất là nhiều lớn, do đó mà bóng đèn sẽ sáng rất mạnh. Khi bóng đèn sáng rất mạnh thì tương đương với điện áp đây sẽ bị tụt mất rất thấp, do đó mà nó sẽ trở về tắt chờ luôn mọi người ạ. Tắt chờ luôn và bóng không còn sáng nữa. Đấy là chính là cái tác dụng của cái bóng đèn nó như vậy nhá, mình nói rất nhiều rồi. Như vậy ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm trực tiếp. Mình cắm trực tiếp là tương đương với là hiện tại mình đang cắm bằng cái ổ này các bạn nhé, không qua bóng ổ bóng đèn nữa, thì chúng ta sẽ để ý cái dòng ăn của nó, không cần bóng đèn nữa mà chúng ta sẽ để ý được cái vòng ăn của nó nhé. Tất nhiên ấy, là cái chế độ này thì mình còn đây mọi người này, mình bật này và nó sẽ bắt lồi nhá, nó có dòng ăn này các bạn thấy không. Và mình hiện tại mình đang chỉnh chỉ ăn khoảng 6,3 lama thôi. Và có một cái mẹo này nữa cho mọi người này, khi mà chúng ta những cái bếp từ mà như con này chẳng hạn, mà chúng ta bật cái ấy, con này là mình chỉnh VR cho nó nhỏ lại để cho an toàn thôi rồi nhé. Nó có một con VR bên trong mình chỉnh cho an toàn để khi ở mức mắc ấy. Còn nếu mà các bạn mà không biết chỉnh con VR là chiều nào ấy, thì có thể là khi chúng ta bật lên ấy, chúng ta bật này này, chúng ta sẽ giảm công suất xuống tầm 1.000 hoặc 1.200 thôi, chứ đừng để ở 1.800. Sau đó chúng ta mới đặt nồi vào mọi người nhé. Để chúng ta sẽ khi đó chúng ta sẽ có một cái mẹo ấy, là chúng ta sẽ làm cho con khi mà con mờ su nhận được lồi rồi ấy, thì nó phát xung với 1.000W thì công suất nó nhỏ hơn, thì tránh trường hợp nó sẽ bị lỗ công suất ngay mọi người nhé. Vì cho có trường hợp ấy mà phần công suất nó có vấn đề ấy, là mình bật như 1.000 này nhưng mà nó ăn quá lớn nên chúng ta mà để 1.800 luôn ấy, thì có thể là nó sẽ quá vượt quá dòng, có thể nó lỗ công suất các bạn ạ. Bởi vì đôi khi ấy, là bếp từ nó chết công suất ấy, là có thể là do cái phần cảm đường cảm biến dòng nó bị lỗi, dẫn tới là ở 1.800 này nó ăn tận 10A chẳng hạn thì nó sẽ chết ngay mọi người nhé. Nhưng cái mẹo là chúng ta sẽ giảm công suất trước khi cho lồi, chúng ta giảm công suất một tí, sau đó là chúng ta mới cho lồi vào, giảm công suất xuống 1.000 hoặc 1.200 ấy, chúng ta cho lồi vào, sau đó chúng ta kiểm tra dòng. Khi dòng mà nó ăn cảm giác ok, không phải là cao quá thì chúng ta sẽ tăng dần lên nhé. Thực tế là con này tí nữa mình sẽ chỉnh cái VR nữa, bởi vì mình đã chỉnh VR nhỏ một chút mà. Mình sẽ chỉnh cái VR này cho ăn lên tầm khoảng gần 8A, như con này là 1.800W thì mình sẽ chỉnh được khoảng 8A hoặc gần 8A một chút là ok mọi người nhé. Nó chạy con H20R thì cũng khá là về, cũng là ổn rồi mọi người. Khả năng cái main này là main cũng dòng main model cũng có đắt tiền của thằng Sunhouse, nó mới sử dụng con LM339 này thôi. Còn những cái model sau này thì lởm lắm mọi người ạ, nó sẽ không chuẩn như con này. Qua cái video này mọi người sẽ tham khảo thêm một cái vấn đề mẹo khi sửa những cái bếp từ bị chết công suất nhé. Cụ thể trên một dòng bếp là bếp từ của hãng Sunhouse, và khi nó chết thì chúng ta lên kiểm tra như thế nào, và cách khoanh vùng, cách kiểm tra, cách cắm điện như nào để cho nó an toàn, không gây cháy nổ và gây rủi ro mọi người nhé. Còn cái video của mình thì sẽ kết thúc ở đây. Chào mọi người nhé.